mọi người, hôm nay mình có ý định ra chợ điện tử khám phá xem ở chợ điện tử có cái gì, và bên cạnh đó là mình cũng muốn mua luôn cái chân máy ảnh để có thể làm được cái video tốt nhất và đăng lên YouTube để mọi người xem những cái video của mình ha. Bây giờ mọi người có thể đi với mình để xem thử cái chợ điện tử ở Mã Lai như thế nào ha. Đi thôi nào. Đây là con đường mà mình đi ra chạm tàu nè. Thì từ cái condo của mình ra chạm tàu thì chỉ có mất khoảng 5 phút thôi. Nói chung là cũng tiện, ở Mã Lai này tương đối tiện. Bởi vì á, ở đây có nhiều cái phương tiện giao thông công cộng như là bus nè, rồi tàu nè. Bên cạnh đó là nếu như mà mình đi quá gấp á thì mình cũng có thể là bắt Grab đi cũng được. Đấy. Cho nên bởi vậy ở đây á, đường xá cũng khá ok. Các bạn có thấy không? Rất là rộng. Và đường xá nó xây rất là quy hoạch nha. Thì ví dụ như mình ở đây mình rất là hiếm thấy những cái ngã ba, ngã tư mà đường hầu hết là đường một chiều hết. Thì ở đây cũng ít có xảy ra tai nạn giao thông lắm, bởi vì đường xá nó quy hoạch rất là ok đó. Mà cây xanh các bạn thấy không? Mặc dù đây là thành phố Kuala Lumpur nha, nhưng mà cây xanh khá là nhiều, giống như là mình đang ở dưới quê vậy đấy. Nhưng mà thực ra là thành phố rất là hiện đại. Đây mình đã ra được khu của Bukit Bintang rồi nè. Khu này là khá nổi tiếng ở Kuala Lumpur luôn các bạn. Tại vì ở đây có nhiều trò chơi, với lại có nhiều mall để mua sắm. Thì mấy bạn có thể tới khu Bukit Bintang này. Hôm nay cũng khá ít người chứ, nhưng bình thường là cũng khá đông lắm bạn các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái app Movies để mà có thể tra cái đường đi tới cái chỗ khu chợ điện tử ha. Thì thật ra mình cũng lần đầu đi ra khu chợ điện tử đó thì không biết thế nào đây. Mình nghe nói ở đó thì hàng hóa nó cũng, nói chung là mình phải biết nhìn mặt hàng đó. Đây nè mọi người, chỗ này là cái khu điện tử của mình nói đó. Thì mọi người có thể tra cái tên này ở trên cũng được. Khi mà mọi người đến đây, ở đây cũng khá rẻ. Thôi mấy bạn ha, thì ở cái mall này tất cả các lầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lầu thì đều bán đồ điện tử hết. Cái mall này khác cũng khá, cũng không lớn lắm nhưng mà cũng không phải là nhỏ. Nhưng mà tất cả các lầu đều bán đồ điện tử hết. Thì hàng rất là đa dạng, mình có thể xem rất là nhiều nhãn hiệu ở đây anh. Bây giờ mình thử chặn các bạn ở lầu 2 thử xem nè. Đây, bạn nhìn thấy mà, tất cả các lầu đều là hàng điện tử hết luôn. Thì mình nghĩ lầu 2 thì cũng giống lầu 1 thôi, nhưng mà sẽ bán những cái mặt hàng khác nhau. Mọi người có thấy cái mũ này đẹp không? Mình mới mua 20 ring đó. Đồ kiểu này đẹp hay là mình thấy kiểu này đẹp hơn nè, dễ thương. Hả? Really? Sau khi mà mình đi cái khu thương mại điện tử xong thì mình cũng về. Thì mình đã mua được cái chân để máy ảnh. Thì mình sẽ khui hộp cho mấy bạn coi như thế nào. Đây là cái chân máy ảnh mà mình nói nè, hay còn gọi là tripod. Thì cái này dùng để cố định, mình có thể cầm để selfie hoặc là mình cố định để mình đặt để mình quay ở khoảng cách xa cũng được. Thì nó bằng thép cho nên cũng khá là chắc, không phải bằng nhựa. Thì mình nghĩ cái giá mình mua như vậy không biết có hợp lý hay không, nhưng mà mình cảm thấy khá an tâm. Tại vì á, ông bán cho mình lúc đầu ông thách giá mình là 180 ring, nhưng mà mình cũng trả giá cũng khá là nhiều luôn. Mình trả rất là nhiều lần, xong rồi ông mới bán cho mình được là 150 ring. Thì mình thấy cái cách mà ông nói chuyện đồ á cũng ok, với lại mình thấy hàng cũng ok, cho nên mình nghĩ chắc cũng không vấn đề gì. Hy vọng là vậy, bởi vì á cái khu thương mại điện tử đó thì nghe nói là cũng hàng đều cũng nhiều. Mình hy vọng là cái mình mua nó cũng ok. Và bây giờ mình sẽ lắp đặt máy và sẽ quay một đoạn clip ha. Thì các bạn có thể coi cái clip sau ha. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm một cái video như thế này. Thì hồi giờ trước giờ thì mình cũng rất là có rất là nhiều ý tưởng để làm video và cũng như là mình cũng thích là đi đây đi đó. Nhưng mà thật sự là mình thấy ở đây mình cũng, tại vì cũng là một, không phải là nước của mình, cho nên mình cũng sợ ngại là ra đường gặp chuyện này chuyện nọ, cho nên mình cũng ít đi lắm. Nhưng mà mình
mình rất là thích quay lại những cái cảnh đẹp, những cái con về văn hóa, về con người, cũng như là cuộc sống và những cái tip mà mình có thể đi du lịch, rồi những cái tip về cuộc sống, những cái mẹo về cuộc sống rồi này nọ, hoặc là về thức ăn đường phố hoặc thức ăn trong nhà, rồi làm sao để mà có thể làm được một cái bữa ăn như thế nào, rồi mình nên đi đâu và nên làm gì, hoặc là về chia sẻ một chút về công việc, cũng như là nói chung là nhiều thứ, là mình rất là nhiều, có nhiều ý tưởng để làm video. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái video mà mình đang làm đây, và cũng như là có thể tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Thì mình kết thúc video tại đây. Thì các bạn nhớ đăng ký cho kênh của mình, cũng như là bấm like khi mà các bạn thích cái video của mình hen. Thì bye bye mọi người.